Cô làm nhanh cho tôi cái bản kế hoạch này nha. Cô ráng làm đi, rồi sẽ có thưởng. Vâng, thưa sếp. Ừ, nhớ làm cho tốt vào đó. Nè, đưa cái bản kế hoạch đó cho tôi. Và hả, cô không có biết làm bản kế hoạch này đâu. Đưa đây, cô đừng có mong mà lấy được tiền thưởng nha chưa. Ơ, nhưng mà đây là dự án sếp để giao cho tôi cơ mà. Giao cho cô là một chuyện, nhưng vấn đề cô không làm được đâu. Cô mau đưa đây cho tôi làm đi, nhanh nhanh. Và tiền thưởng nó sẽ là của tôi. Ơ, sao cô biết tôi làm không được? Tất nhiên là biết cơ chứ. Nè, đơn thuần thôi, tôi á cũng là cấp trên của cô, cô là cấp dưới cơ mà. Mà đặc biệt hơn á, tôi chính là bạn thân của sếp cô, cho nên á tôi có khả năng làm được cao hơn cô. Ủa, cô chưa về sao Kim Anh? Dạ vẫn chưa ạ. Hôm nay cô ở lại tăng ca sao? Dạ đúng rồi, công việc em vẫn chưa xong, cho nên em ở lại tăng ca để làm xong cho hết á mà. Ủa, nhưng mà Mimi ở đâu rồi em? À, dạ cô ấy có việc cho nên là về trước rồi ạ. À, có việc ư? Đi đâu vậy ta? Dạ, thưa sếp. Hồi nãy á, cô ấy nói là đi làm tóc làm ơ gì đó. Ngày hôm qua, cô ấy hả, giật cái bản kế hoạch trên tay của Kim Anh á, nói là để cô ấy làm cho. Rồi sau đó, cô ấy cuối cùng lại không làm được và quăng đó cho Kim Anh làm đó. Rồi bây giờ đi làm tóc làm tai gì rồi, em nghe nói là vậy đó. À, vậy hả? Ừ, vậy thôi. À, các cô làm việc tiếp đi nha, cố lên. Dạ thưa sếp. Ê, bà nói vậy chi vậy? Tôi đã nói là Mimi có việc rồi mà bà còn lại nói thẳng thừng ra như thế làm gì? Thôi đi, cái thứ người như vậy á, cô không cần phải bao che đâu. Đó, bây giờ cô ta giành giật cho cố rồi bắt cô làm như thế này nè, hổng chừng sáng ngày mai vô lại giành công rồi cô ta làm nữa đó. Cô quá là hiền đi, bây giờ 9-10 giờ tối mà còn phải ở lại tăng ca, còn cô ấy thì thảnh thơ đi làm tóc làm ơ đồ các kiểu. Cô sao mà dễ bị ăn hiếp quá vậy không biết nữa hả? Thôi mà, mình là đồng nghiệp với nhau, đâu có gì đâu. Thôi, làm việc tiếp đi. Hôm nay, tôi mở cuộc họp này là có một thông báo chính thức là tôi sẽ khen thưởng cho nhân viên Kim Anh. Cô ấy đã rất siêng năng và làm cái bản kế hoạch rất là tốt. Bên khách hàng phản ánh và người ta bảo là sẽ ký hợp tác lâu dài với công ty mình đó. Chúng ta hãy cho Kim Anh một tràng pháo tay nào. Và tiền thưởng của Kim Anh như lời tôi đã hứa, và cuối tháng tôi sẽ chuyển qua cho cô nha. Dạ, cảm ơn sếp đã tin tưởng, em sẽ cố gắng hết mình ạ. Cha, cậu ơi, Kim Anh của chúng ta đúng là giỏi mà, việc gì cũng làm được hết trơn á, chứ không như ai kia chỉ được cái miệng thôi. Nè, cô nói ai vậy hả? Mà thưa sếp, em có chuyện muốn nói ạ. Chuyện gì nữa đây? Dạ, bản báo cáo đó là do em làm chứ không phải là Kim Anh đâu ạ. Nhưng chính mắt tôi đã thấy ngày hôm đó Kim Anh đã ở lại tăng ca và làm cho xong bản báo cáo đó mà. Không phải đâu thưa sếp ạ. Bản báo cáo đó chẳng qua là hả, em đã làm hết rồi. Tất cả từ đầu đến đuôi chỉ còn một phần kết sơ sơ thôi. Và cô ấy bảo là để cô ấy làm giùm cho. Rồi sau đó em có việc nhà, mẹ em bệnh, em phải chạy về gấp quá cho nên là chưa kịp nói với sếp đó. Chứ thực ra bản báo cáo này là của em chứ không phải là của Kim Anh đâu. Không phải mà. Rõ ràng bản báo cáo này tất cả đều là do tôi viết, cô không hề động tay tới. Thôi, các cô đừng cãi, rốt cuộc chuyện này là sao? Bản báo cáo này rốt cuộc là ai đã viết? Em đã nói là em viết rồi mà thưa sếp, sếp tin em đi. Bản báo cáo này là em viết đó. Nè, cô đừng có mà hả, nói dối không chớp mắt nghe chưa. Rõ ràng ngày hôm đó cô dàn bản báo cáo này với Kim Anh, cô nói là để cô làm cho. Còn hả, thả thêm một câu nữa là Kim Anh đừng có mơ mà lấy được tiền thưởng. Rồi cuối cùng á hả, đến cuối giờ cô vẫn không làm được cái gì hết. Sau đó cô lại quăng lại cái đống đó cho Kim Anh phải tăng ca tới 11-12 giờ khuya, trong khi cô lại đi làm tóc làm ơ làm en này nọ. Bây giờ cô định kết công của người ta sao? Tôi đã đoán trước được rồi. Nè, cái con nhỏ tóc xanh lè lè xấu xí kia, mày nói cái gì vậy hả? Mày nên nhớ tao cũng là cấp trên của mày nha chú. Mày nghĩ mày là ai mà dám cãi tao? Để xem là sếp tin tao hay tin mày. Thôi được rồi, các cô đừng cãi nhau nữa. Mà nè Lan, cô á, tôi đã trích xuất camera rồi, và bản báo cáo này ai làm tôi biết và không cần phải cãi nữa. Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu lần sau mà còn làm như vậy nữa thì đừng nói sao tôi đuổi việc cô. Sếp thiệt tình luôn á. Rồi, cuộc họp giải tán. Tôi mệt ông ghê luôn á, ông nghĩ sao á mà ông bắt đầu đuổi việc tôi trước mặt con Kim Anh vậy, rồi nó cười ở trong mặt tôi sao? Bà đó nha, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, bà đừng có nghĩ bà là bạn thân của tôi. Rồi hả, bà muốn làm gì thì làm, tôi là tôi không có hả giữ bà nổi đâu, bà làm sao mà coi cho được vậy á.
Dù gì tôi cũng là sếp của cái công ty lớn như vậy, tôi không muốn người ta nói là thiên vị người thân của mình đâu, nghe chưa? Rồi rồi, tôi biết rồi. Mang tiếng bạn thân của sếp mà chả được cái gì hết, còn bị hả chơi bay trước mặt tụi nhân viên quèn đó nữa. Bực thiệt, không biết khi nào ông mới cho tôi lên chức đây. Bây giờ cách mặt của ông, của bà cũng đã hơn những người đó rồi. Bà muốn lên chức nữa thì phải tự thực lực của mình mà đi lên đi cơ chứ. Bà cứ bày trò này trò nọ ra, làm sao mà tôi đưa bà lên được. Mà nói nghe nè, Kim Anh là một người có thực lực thật sự đó. Nếu mà bà không cố gắng thì bà sẽ thua Kim Anh. Lúc đó bà đừng có bảo sao á là thua nó, nghe chưa? Rồi rồi, biết rồi. Tôi thấy nó cũng bình thường, có cái gì đâu mà khen dữ vậy. Thôi tôi đi về đây. Nè, cô không cần phải làm việc nữa, cô chính thức bị đuổi việc. Ủa, tại sao tôi lại bị đuổi việc? Không có tại sao cả. Bởi vì tôi chính là bạn thân của sếp tổng cô, cho nên lời tôi nói không ai dám cãi. Cô hiểu rõ chưa? Bây giờ cô mau cuốn gói và xéo khỏi cái công ty này đi, đừng ở đây làm cho chướng mắt nữa. Trời ơi, cô là bạn của sếp chứ có phải là chủ tịch của cái công ty này mà cô muốn đuổi ai thì đuổi. Còn cái con nhỏ màu mè kia, tao chưa nói tới mày, mày câm cái họng lại. Hay là mày muốn tôi đuổi đuổi cổ luôn cả mày để cho có đôi có cặp hả? Cô không có cái quyền gì đuổi tôi cả, trừ khi sếp tự miệng đi xuống đây đuổi và nói rõ lý do thì tôi mới rời khỏi đây. Trong khi đó tôi cũng là nhân viên xuất sắc của công ty, hà cớ gì tôi lại bị đuổi? Không có hà cớ gì hết, đơn giản là tao không thích mày thì mày bị đuổi, có nhiều đó thôi. Mày sao mày nghĩ nhiều quá vậy? Tao nói cho mày biết, không ai dám đụng tới tao đâu, biết chưa hả? Tôi đây, tôi là người dám đụng cô. Nè cô Lan, cô chính thức bị đuổi việc. Tại sao lại đuổi việc tôi cơ chứ? Cô là người nói dối, bắt nạt đồng nghiệp, dở trò trong công ty. Cô biết bao nhiêu là cái sai lầm. Tôi nể tình cô là bạn của tôi bấy nhiêu lâu nay, tôi đã bỏ qua cho cô hết lần này tới lần nọ, nhưng mà cô cứ vô cớ đến gây sự với Kim Anh. Bây giờ tôi không thể nào chứa chấp được bà nữa rồi. Bà tự viết đơn nghỉ việc mà nghỉ việc đi, chứ đừng để tôi đuổi. Lúc đó mắc mặt với cả công ty thì đừng nói sao. Ông được lắm, ông nhớ đó. Em cảm ơn sếp tổng nha. Nhưng mà cũng vì em mà tình bạn của hai người. Không sao đâu, bạn thì bạn, chứ cái nào ra cái đó em à. Trong công việc mình phải nghiêm khắc và mình phải công bằng, chứ không thể nào mà thiên vị một người bạn như vậy được. Phải chi cô ta siêng năng, cố gắng, giỏi giang thì tôi còn không nói. Đằng này đã lười biết dở trò này, hãm hại đồng nghiệp trong công ty thì tôi không thể nào giữ lại được nữa. Thôi các cô làm việc tiếp đi. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đây là drama ở trong công ty nha, đó xảy ra thường xuyên luôn. Và cũng thật là may khi công ty này có một người sếp rất là công bằng. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau nè.